Các bạn thân mến, để mà học tiếng Hoa học được tốt, chúng ta phải bắt đầu là học phiên âm. Cái phần ngữ âm rất là quan trọng. Chỉ có riêng là ngữ âm chúng ta đọc thật là chuẩn rồi thì sau này chúng ta phát âm rất là giỏi. Phát âm chuẩn rồi thì ta giao tiếp là rất tự tin. Vì thế, phần phát âm chúng ta cần phải chú trọng đặc biệt là đọc cho thật là tốt. Đọc tốt phần phiên âm rồi thì sau này chúng ta có học viết chữ á, là đánh chữ cũng rất là dễ. Cho nên là bài đầu tiên là chúng ta sẽ học là ngữ âm. Cho nên các anh chị là những từ này nè, các anh chị về nhà sau học xong rồi là phải lấy giấy ghi thuộc nha. Phô từng chữ cái một, các anh chị phải ghi thuộc hết rồi sau đó chúng ta mới học giỏi được nha. Rồi bây giờ Hoàng Kỳ sẽ dạy cho các anh chị học những từ này ha. Rồi để đứng lớp để tiện thì bây giờ là sẽ xưng là thầy đi ha. Rồi bây giờ mời các anh chị đọc theo ha. Phần phiên âm ngữ âm thì chúng ta có phần hai phần là thanh mẫu vĩnh mẫu và phần hai là thanh mẫu vĩnh mẫu, phần hai là vĩnh mẫu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc phần thanh mẫu trước ha. Rồi mời mọi người đọc theo nè. Pô, đọc theo này, lưu ý nha, môi khép lại. Pô, môi khép lại khi đọc nè. Pô, không có hơi bật ra nha, đọc lại. Pô, à đọc lại nè. Pô, rồi chữ này là chữ p phở, ta cũng ngậm môi lại và khi mà đọc có hơi thổi ra ở tay chúng ta, nếu mà ta đưa tay phía trước á khi đọc thì chữ này ngậm cái hơi trong miệng tự động là tự nhiên thổi ra, là trong và lòng bàn tay ta cảm giác có một cái luồng hơi thì chữ này gọi là âm bật hơi. Ta đọc lại nè. Pô, pô, đọc lại nè. Pô, nè nè nè. Pô, môi khép lại, ngậm môi lại. Pô, pô có hơi bật ra. Pô, nè. Các em mà để tay ở phía trước miệng mình ha, đọc thử nè. Pô, pô, pô. Khi nào thấy là ướt tay á là đọc đúng nha. Đọc lại. Pô, chữ này đọc là mua, mua giống như m o mua á. Mua. Rồi, chữ này đọc là phô, phô. Vậy bốn chữ này phía sau ta thấy là có một cái âm, một cái vần là vần ô ở phía sau, ta đọc lại nha. Pô, pô, mua, phô, đọc lại. Pô, pô, mua, phô. Đúng rồi. Rồi, đọc tiếp ha. Tơ, thơ, nơ, lơ. Đọc lại này. Tơ, thơ, nơ, lơ. Tơ, thơ, nơ, lơ. Rồi đọc tiếp. Cưa, hàng này phía sau giống như có âm ưa, ư a ưa. Nào đọc ha. Cưa, cưa, khưa, khưa, âm khờ. Khưa. Rồi âm hờ là khưa, khưa, hờ ư, hờ, hờ ư, ư ơ ư, hờ ư khưa, khưa. Đọc lại nào. Cưa, khưa, khưa. Đọc lại. Cưa, khưa, khưa. Ta đọc lại nha. Tơ, thơ, nơ, lơ. Cưa, khưa, khưa. Chúng ta đọc lại từ đầu. Pô, pô, ngậm môi lại, bật hơi ra. Pô, pô, pô. Mô, mô, phô. Đọc lại. Pô, pô, mô, phô. Tơ, thơ, nơ, lơ. Cưa, khưa, hưa. Rồi, đọc nhanh nha. Pô, pô, mô, phô. Tơ, thơ, nơ, lơ. Cưa, khưa, hưa. Đúng rồi. Rồi, các em hãy đọc đi đọc lại nhiều lần nha, cho thật là chuẩn nha. Cứ nghe đi nghe lại nhiều lần chúng ta sẽ học được
Chỉ có chữ này là hơi khó một chút thôi. Chữ P phở này nè, cách đọc chữ P phở này môi ngậm môi lại nè. Bật hơi ra. Pô, 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 pô. Rồi, phần 2 ở mẫu. Các em đọc theo. A, mở miệng lớn nè. A, giống như ai nhéo mình cái à. A vậy đó. Rồi chữ O. Lưu ý chữ O ta không đọc O mà phải đọc là O. Nếu đọc O sẽ sai, đọc là O. Môi tròn này. Ô, ô, đọc lại này. Ô, rồi, chữ này nhớ nha, đọc là A. Ô, rồi, chữ E này đọc là ơ, đọc như âm ơ. Chữ E đứng một mình á, đọc như âm ơ nha, đọc lại ơ, âm ơ đó, ơ, rồi. Chữ Y đọc như âm Y bình thường. Di, có thể đọc là Di, có thể đọc là Y cũng được. Y hoặc là Z cũng được, rồi ta thống nhất đọc là Y, đọc là Y đi ha. Y rồi. Chữ U đọc như âm U bình thường của tiếng Việt là U. U. Rồi, ta thấy chữ này này, âm U hai chấm trên đầu thấy không? Mình sẽ đọc là Duy. Đầu tiên môi á là phải chỉ dài ra. Khi mà đọc xong thì môi mình mới thu lại nha, đọc là Duy. Duy, duy, cũng rất là dễ thương. Mọi người hãy cứ học bắt chước thử xem ha. Đọc hoài sau này làm nói chuyện rất là dễ thương ha. Đọc lại nè. Duy, rồi. U, duy. Ta đọc lại. A, o, ơ, di, u, duy, duy. Đúng rồi. Rồi tiếp ha. Ai. Chữ ai này là ai, đọc là ai, chữ yêu đó, của ai mì, chữ ai đó, đọc lại ai. Rồi chữ a, chữ e với y đọc là a, giống như tiếng Việt là ơ y a đó, đọc ha. A, rồi. Ai, a, a, rồi. Ao, đọc bình thường, mở miệng lớn lên. Ao, rồi. Chữ này đọc là ớ wow. Ô, O, đọc như âm O tiếng Anh đó, đọc là âm O, đọc là O, đúng rồi. O, rồi đọc lại nha. I, A, O, O. Ta đọc lại từ đầu. A, O, E, G, U, G, I, A, O, O. Rồi hàng cuối cùng. Chữ này đọc là N, ở N, N ha. Ân mà đọc nhấn mạnh lên, đọc cao lên. Ân, rồi. Chữ IE đọc là dê, đọc là dê. Giống như con dế đó ha, mình đọc nhấn mạnh cao lên. Dê, dê, dê. Rồi. An. Chữ này đọc là an. Còn có g phía sau, ta đọc kéo dài hơi ra. An, miệng, khoang miệng chúng ta mở lớn lên nè. An, đọc từ phát âm từ trong cổ họng, đọc lại. An, an, mở miệng lớn, khoang miệng phải mở lớn chứa nhiều khí. Và khi đọc thì phát âm từ cổ họng, từ cái cổ họng chúng ta nha. Lấy hơi, lấy âm từ cổ họng, đọc là an, an. Còn đây là an, giống như chúng ta thắng lại ha, đọc là an, đọc lại an. An. Này, dinh, đọc là dinh, 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 y ngờ in á, dinh. Rồi, chữ này đọc là dâu, 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 dâu. Này, diêu, đọc là diêu, diêu, giống như cái chữ tiếng Anh mình nói là bạn á, diêu, 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 diêu. Đọc lại này. An, ân, an. Rồi, an, lộn. Ân, dê, an, an, dinh, dâu, dìu. Rồi chúng ta đọc lại một lần nha. Pô, pô, mô, phô, tơ, thơ, nơ, lơ, cơ, khơ, phơ, a, ô, ơ, di, u, duy, ai, ê, ao, ô. Ân, dê,
an an yin yu yu. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị là học sang phần thứ hai là phần ghép vần nha. Bây giờ chúng ta học sang phần 2 là phần ghép vần ha. Các em mở cái phần phần này này, phần tài liệu phần 2 là ghép vần, thấy chưa? Là có cái bảng này, bảng dưới đây này, bảng này này. Chúng ta sẽ học ghép vần nha. Rồi. Các em nhìn trên là có hàng một hàng là a o e i a o o an an. Dưới bên trái là cái chữ po po mo po, ta sẽ lấy hàng dọc ghép với hàng ngang. Ví dụ như là cái chữ chữ này nè, chữ po ghép với chữ a thành ra là chữ là pua pa, thấy chưa? Chúng ta sẽ đọc hàng ngang nha. Ví dụ là ta sẽ đọc chữ po trước, po xong rồi pua pa, po po, puai pai, puau pau, đọc một hàng ngang qua. Rồi bây giờ mời cả lớp đọc theo nha. Đọc theo. Đọc hàng trên cùng trước nha. A o e i a ao o an ân an. Rồi tiếp xuống dòng nè, po pa po, đọc hàng ngang nha. Pai pay pao pan pân pang. Chữ p phở nè, po po, đọc lại po pa, ngậm môi lại nha, khép môi lại nè, pa pa. Luôn luôn đọc cái chữ p phở này, luôn luôn để ý cái môi chúng ta phải ngậm môi lại, bật hơi ra, po pa. Tiếp po pai pay pao po pan pân pang. Đọc lại nè, po pa po pai pay pao po pan pân pang. Rồi chữ m trở xuống thì dễ đọc rồi, mua ma mua mơ mai mây mau mâu man mân mang. Rồi tiếp nè, phu pha phu phây phâu phan phân phẳng. Rồi tơ ta tơ tai tao tai, đọc lại tai tây tao tâu tan tân tàng. Thơ tha thơ thai thao thâu than thàng. Nơ na nơ nai nay nao nâu nan nân nàng. Lơ la lơ lai lây lao lâu lan làng. Cơ ca cưa cai cây cao câu can cân càng. Khưa kha khưa khai khao khâu khan khân khang. Hưa ha hưa hai hay hao hâu han hân hàng. Các em phải chịu khó đọc thật là nhiều lần vào, đọc càng nhiều phiên âm thì sau này là nói càng giỏi, miệng rất là dẻo và sau này nói chuyện rất là hay. Hay là bởi vì chúng ta đọc nhiều quá, dẻo miệng nha. Rồi, bây giờ mời các em lật qua trang sau. Trang sau, các em thấy là trang sau là trang này nè ha, thấy chưa? Cái phần thanh á, thì các em lưu ý nè, trong tiếng Việt thì ta có khi mà nói chuyện á, để mà trầm lúc bổng, lúc cao, lúc thấp là bởi vì nó nhờ có cái dấu là sắc huyền hỏi ngã nặng tạo nên cái âm tiết là hay. Thì trong tiếng Hoa cũng có, trong tiếng Hoa là có bốn thanh nha.
Thanh thứ nhất là ký hiệu là thanh ngang. Thanh thứ hai ký hiệu là gạch lên, gạch lên. Thanh thứ ba ký hiệu là móc. Thanh thứ tư ký hiệu là từ trên cao gạch xuống. Và bốn thanh này cách đọc như thế nào? Cách đọc của bốn thanh này là thanh một gạch ngang, ngang tức là gì? Đọc bằng bằng, không cao không thấp, đọc bằng bằng nha. À, đọc bằng bằng, không cao không thấp. Rồi ví dụ như là ta thấy các em nhìn trong sách đó, ví dụ như là ta có chữ là ta, tơ a ta, chữ ta có một gạch trên đầu, ta đọc là ta, đọc ngang ngang ha. Ta là không lên giọng cũng không xuống thấp, đọc ngang ngang bằng bằng. Ta, đúng rồi. Từ số 2, thanh 2. Thanh 2 là ta đọc giống như tiếng Việt, là dấu hỏi của tiếng Việt. Ví dụ như là ta có chữ là tơ, a, ta, ta, thì có cái thanh trên đầu ta đọc là tả, đọc là tả. Đây. Tả là dấu hỏi, phải không? Rồi thanh 3 đọc là tà. Thanh 3 đọc giống như dấu huyền của tiếng Việt, là thanh 3 móc xuống đây này, đọc là tà, đọc lại tà. Còn thanh 4 là đọc nhấn mạnh giống như dấu sắc mà đọc nhấn mạnh, ví dụ như đọc là ta, đọc lại ta. Rồi ta đọc lại nha, đọc lại từ đầu này, ta, tà, tà, ta, nhấn mạnh ha. Rồi ví dụ 2 là how, đọc ngang ngang how. Thanh 2 đọc là hảo. Thanh 3 đọc giống dấu huyền là hào. Thanh 4 đọc nhấn mạnh là how, đọc lại how, hảo, hào, how. Rồi tiếp ví dụ 3 là hân, 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 đọc ngang. Thanh 1 đọc ngang hân, thanh 2 lên giọng hẩn, thanh 3 xuống rồi lên, đọc giống dấu huyền hần. Thanh 4 đọc nhấn mạnh là hân, hân. Rồi ví dụ 4 lai, lại, lại, lai. Ta đọc lại nha, ta, tả, tả, ta, hào, hảo, hào, hào, hân, hẩn, hẩn, hân, lai, lại, lại, lai. Đúng rồi. Rồi ngoài bốn thanh ra là các em biết đọc rồi phải không? Thì bây giờ còn một cái quan trọng nữa là biến điệu. Tức là trong tiếng Hoa là ta thấy là có hai chữ mang thanh ba đi liền, đi chung với nhau á, là hai cái thanh ba dấu móc như thế này này. Hai cái thanh ba mà đi chung liền liền nhau như vậy đọc rất là khó, người ta sẽ biến đổi thành là thanh hai và thanh ba. Ví dụ như thế này, ta có chữ là hần, hào. Các em thấy này, thanh ba và thanh ba mình đọc là hần hào rất là khó nghe, bởi vậy là người ta sẽ biến là hai chữ này đi chung với nhau là thanh ba thì sẽ đọc là hấn hào, hấn hào. Các em thấy này, chữ này là ha, hần đọc thành thanh hai là hấn, đọc thì đọc là hấn thôi, nhưng mà lưu ý ghi chữ thì vẫn phải ghi là hần nha. Đánh máy hay là trong sách tài liệu người ta vẫn ghi thanh ba, nhưng khi ta đọc linh hoạt, ta đọc là hấn thôi. Sách khi mà ta viết ta vẫn phải ghi là hấn nha, là hấn hào, đọc là hấn hào. Rồi ví dụ như là có ba chữ này, tôi, wo, hấn, wo hấn hào. Ta thấy là có ba chữ thanh ba thì ta sẽ đọc cái chữ chính giữa này, đứng chính giữa thành thanh hai là hấn, đọc là hấn thôi, nó sẽ không trùng, sẽ là đọc là gì? Wo hấn hào, đọc vậy ha. Hay là wo ye hấn hào. Bốn chữ đi liền thì ta tách nó ra, tách ra thì thành là gì? Wo, wo đọc là wo ye hấn, đọc là hấn, thành ra mình đọc là wo ye hấn hào. À, mọi người đọc được chưa? Ta đọc lại nha, trong tài liệu này đọc lại ha. Ví dụ như là trong ví dụ này đây có này ha, đọc này. Hần hào đọc là hấn hào. Ye hấn hào. Wo ye hấn hào. Rồi, chúc các em học tốt phần phiên âm bài đầu tiên.
Bài này các em sẽ phải học đi học lại nhiều lần nha. Và ghi nhớ rằng là các em phải học thuộc lòng, đọc nhiều lần. Sau đó là các em phải là ghi thuộc nữa. Dùng lấy bút giấy bút ra là ghi thuộc tất cả những phiên âm này để chúng ta sẽ học được tốt hơn. Rồi xin chào tạm biệt các em nha. Hẹn gặp bài thứ 2.